hay sao luôn á. Đó, mọi người thấy Hiền. Và đây, vô tình em thấy được bác Năm, chú Năm có cái khăn, rồi em làm ả rập luôn. Đó, hôm nay em có con ve nữa này. Đó, mọi người thấy không? Tự nhiên lập vi bằng em nha. Cái ve này là của em, nó tự mọc, không có lập vi bằng em được. Mọi người thấy không? Con ve của em tự mọc luôn. Em lên ả rập là tự nó mọc luôn đó mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Ở trong nhóm là chỉ đạo hết, hết người này đến người kia. Giờ là bằng chứng giữ lại rồi. Trừ khi nào mà kiện thì phải làm cái Facebook mới á. Đó, rồi Facebook cũ đâu? Tất nhiên cái link nó còn. Trở về nick chính là còn hết á. Bây giờ là ra khỏi nhóm rồi. Hả? Cái group sập rồi. Hacker nó biết luôn á. Phát hiện luôn á. Mày hacker, ê hacker giờ giỏi mày. Hacker ép người này người kia vô hack nít người ta mà dám ép luôn á. Ừ, có tâm quá trời luôn á. Trời ơi, để hack người ta, thường thường mày hacker nó ép mày là nó đi mượn tiền đúng không? Đây không cần mượn tiền luôn. Lo cuộc sống cho mình luôn. Thấy ghê không? Ừ. Chào Thiên Nghe, Nhân Thiên Nghe ơi. Bị giật màn hình tụt like hả? Ủa? Tự nhiên có con ve đây mà lập gì mọi người. Ve thì nó tự mập mặt em mà. Đó, mọi người nhìn nghiêng này đó. Em cho mọi người thấy con ve của em. Trời ơi, con ve nó bự vậy nè đó. Mọi người thấy có duyên không? Ừ, xúi dục không á. Toàn là xúi dục. Em chào anh Phương. Coi chừng nè. Vi băng nè đó. Cười đi. Cười đi. Mà vô cái vi băng nữa luôn. Cười đi. Mày cười đi. Cười đi Phương. Sợ chưa mọi người. Đó. Em cho nó cười đi. Rồi Phương nó dính vô luôn. Thôi bây giờ em xuống rồi nha mọi người. Em xuống nha mọi người. Em xuống nha mọi người. Trời ơi là trời, sao mày bắt bẻ tao giữ bâm. Nó giỡn giờ em xong rồi mọi người, em ngủ, em về em ngủ nha mọi người. Em đã nói hết rồi, những gì hôm nay em nói hết rồi đó. Em nói cho mọi người hiểu đó. Ừ, nhắc nó rồi em thấy tội nhất là chú Ngân Tuấn á mọi người. Đó, chú Ngân Tuấn cũng bị vô trong cái drama này luôn á. Chú có làm gì đâu, chú hát lên, chú nói về cuộc đời của bé Loan thôi cũng bị nói nữa mọi người thấy không? Ni ơi đừng báo nữa. Hôm nay mọi người có vui không? Mọi người thấy em làm Ả Rập có vui không? Không. Lần đây là xong là mọi người thấy không? Con ve này xong là nè. Đó, con ve này xong là ngày mai hết rồi đó. Ngày mai nó lặn đó. Gì? Chẳng lẽ dây mà lập vi bằng này mọi người. Em đâu có làm gì ai đâu. Ủa? Nhột ráng chịu nha. Em không có làm gì ai luôn á. Ủa gì vợ? Sao tự nhiên lập vi bằng em vợ? Ủa gì vợ? Em có nói gì đâu vợ? Lập vi bằng vì sao đi lấy bạn viên con que ve hả? Mình đâu có nói tên đâu mọi người. Đó mọi người thấy không? Trời ơi. Em... Trời ơi, mọi người thấy em mặc lại là mọi người đúng Ả Rập luôn mọi người. Đó. Vui đúng không? Mọi người vui đúng không? Ni là thiên thần Ả Rập. Trời ơi, có những người không thích nghe là thiên thần nha mọi người. Nó kêu Ni là quỷ này quỷ kia không đó. Em thích say em. Cái bài lá là gì mày? Cái gì? Em thích em gì đó. Hôm qua tao hát bài rap đó. Em thích xin lên xin được ra sức đó xong sao kê vậy đó. Trời em mắc cười quá mọi người ơi. Bây giờ em nói thiệt em cũng muốn tâm sự với mọi người nhưng mà cái tính của em nói xong cái ý chính rồi là em biết nói gì luôn á. Nhiều khi nói mà cứ em vô duyên á mọi người hiểu không? Mọi người có hiểu không? Có hiểu gì không? Vui hả? Vui hả? Không thấy Nga Nguyễn, chị Nga Nguyễn ơi.
đem bốn cái ghê vậy. Thật ra mọi người thấy không, tính ra cái mặt em cũng giống Ả Rập cho mọi người. Ê, tính ra mặt em giống Ả Rập cho mày. Tính ra nó nói cũng đúng đó chứ. Hai bé cười gì vậy? Mọi người thấy em giống Ả Rập không mọi người? Nó nói cũng đúng đó chứ. Trời, hôm bữa tao lên e ho viên, tao mặc áo trắng, nó kêu tao giống Ả Rập mày. Trời đất ơi là trời. Quá vui. Có tóc ngang luôn. Nãy giờ mọi người rõ rồi đúng không? Mọi người mà họ không biết rõ ràng nữa là thôi em thua luôn rồi đó. Cho tôi cái khăn. Ê, 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 mày lấy cái khăn chú Năm qua đây. Ê, qua đây. Thấy em Nguyễn Ngọc. Đúng rồi, càng thương Hồng Loan hơn. Chào Né Né nha. Chào Né Phạm nha. Chào Né Né nha. Em nói thiệt mọi người, em không có làm gì hết á. Em không có chỉ trích ai hết á. Em bị vu khống đó mọi người. Đây mọi người thấy không, thương không? Đây cho coi kỷ niệm của chú Năm nè mọi người. Đúng rồi mọi người, cô vô đập tin nhắn đây nha. Đây nè đó, hồi nãy là lựa vô cái Ả Rập đó. Trời ơi, Ả Rập không được sexy nha. Đó, đây nè mọi người thấy không đó. Khăn chú này quá trời đó. Đây nè đó, khăn này mọi người, những cái khăn Loan để lại đó. Nó không thương nó đâu có lấy cái khăn nó để lại đâu. Xin nó không cho đó nha. Xin cái gì vậy? Xin cái khăn ba nó. Chị Ni ơi, xin cái hộp trang điểm luôn. Lấy hộp trang điểm nữa. Hôm bữa Ni có xin nhà, Ni nói thôi mày tao giờ mày kêu tao là chị, mày cho tao cái hộp phấn đây. Tao không có đem hộp phấn. Không. Đồ của ba em có thể em cho chị cái gì, bất kể cái gì. Nhưng mà riêng đồ ba em là đây mà không thương được không mọi người? Đây nè. Nếu mà những cái tình thương á mà nó không có thật sự mà để mà tình cảm cha con không bao giờ mà giữ lại đến từng cái kỷ niệm vậy rồi. Lấy cái hộp trang điểm nè. Đó đây nè mọi người thấy không? Thấy thương không? Đây. Em có nói có bằng chứng chứ. Còn có những cái clip em tự quay, nó em lấy em quay nó rất thương, thương hay không là tình thương là mình thấy liền rồi. Đây nè. Đó, những cái này giữ lại nè, kỷ vật của chú nè, lúc chú đi diễn á. Đó, những cái khăn của chú quấn nè, nó giữ lại hết. Đó, mọi người thấy không? Đây cái khăn em đang quấn trên đầu là cũng là của chú đó. Đây đây nè, đó mọi người thấy không? Đây bịch khăn luôn nè, đó của chú đó. Cái gì vậy trời ơi mày? Ê tao lập vi bằng mày nha, mày chụp hình lén tao nha Bum, không có giỡn đâu nha. Đó đây